Hello các bạn, hôm nay mình đi xem air show ở phi trường Travis, phi trường quân sự ở Fairfield. Và cái air show này là miễn phí, không giống như là những cái air show mình đi năm ngoái là phải mua vé. Và cái tiền họ thu vé đó là họ gây quỹ. Nhưng mà cái air show ở Travis này là miễn phí. Và đặc biệt hôm nay ở đây có trưng hai chiếc F-35, và cũng như đa số những cái air show đều có cái đội biểu diễn của F-18 Blue Angel. Đang đợi có chuyện là nhảy action lên. Mấy chiếc này hồi năm ngoái đi coi mà nó bay mà không có đứng gần coi. Chuyện này ở đây có hai chiếc luôn, nó nằm ở phi trường Jarvis. Mấy lính Mỹ nè, mặc đồ đẹp không? Súng mới của Mỹ, súng lục. Và hôm nay hai chiếc 35 này trưng ở đây là của không quân. Và cái loại thứ nhì là của hải quân. Loại hải quân nó thường xuyên là nó phải đáp trên chiếc mẫu hạm, chiếc aircraft á. Thì mỗi chiếc nó sẽ khác chút xíu. Và cái đặc biệt nhất là của thủy quân lực chiến. Máy bay thủy quân lực chiến là nó cần cái sân bay rất là ngắn. Và chiếc 35 này á, F-35 này á, nó có thể là hover, nghĩa là nó có thể đáp hoặc là take off bằng máy nó sẽ nghiêng xuống đất và nó sẽ đẩy lên xuống. Đó là chiếc thủy quân lực chiến, chiếc đó hình như là mắc tiền nhất trong ba loại này.
excuse me, is the F-35 which branch of Air Force? It's the Air Force and the F-35A. Oh, A? Mm-hmm. The Navy is C, right? Mm-hmm. Oh. Marine is different. That's the B model, yeah. Which one that can lift? That's a Marine. Mm-hmm. Oh, wow. Yeah, you bet. Enjoy the show, guys. You were looking down the spine for the B model. It's kind of a flat bump over the. This B? This 35B? No, oh, this is the A's, but if you were to see a B, you would see that flat bump on top. I see. That's a big door that opens up. Oh, wow. Okay, thank you. It makes all the Và hôm nay họ có trưng bày 4 chiếc máy bay A-10. A-10 có cái tên khác là Warhawk. Warhawk là có nghĩa là heo rừng á. Heo rừng có cái hai cái nanh lớn á. Và cái công dụng của máy bay này chúng ta thường thấy là nó bay xà thấp xuống và nó mục tiêu nó là tiêu diệt những cái xe tăng chẳng hạn. Và khi mà nó xà thấp xuống á, nghe cái tiếng máy bay này rất là khiếp sợ nha, giống như là sấm sét vậy đó, nó bay xà xuống rồi nó tỉa súng, nó có cái súng lớn ở trước nè. Để mình zoom gần cái súng của máy bay A-10 ha. Nó gắn ngay cái đầu máy bay. Hình như là cái đó coi, có 7 cái nòng đạn lớn. Đây là mục tiêu là để mà diệt xe tăng. Nhìn rất là ghê gớm ha. Và đây là chiếc C-5. Chiếc màu đen này ở xa mà nhìn thấy nó to. Nhìn giống là con whale với con cá voi hả. Đây là loại máy bay lớn để mà chở hàng, chở xe chẳng hạn. Xe hoặc là máy bay có thể chở máy bay nhỏ khác. Để mình đi một vòng xem nó ra sao. Trong máy bay chúng ta thấy cái ghế ngồi ha, và đây là những cái đồ nghề để mà cột hàng nè. Rất là chắc ăn.
Và hai chiếc màu đen này, một đây là chiếc T38, và chiếc màu đen ở sau là T1. Và BUAFB là Bill Air Force Base, là một trong những phi trường quân sự ở Cali, ở Bắc Cali. Họ đem máy bay đến cũng trưng bày luôn, tham gia cùng phi trường Travis. Ở xa xa đứng trên những chiếc xe đó là những người cảnh sát, SWAT team, cảnh sát đặc biệt. Và chúng ta cùng đi qua xem chiếc chiếc gọi là U2. Chiếc U2 này, màu đen này, đặc biệt nó là có cái cánh rất là dài và nó bay rất là cao để mà nó làm công việc tình báo. Nó có tên khác là Dragon Lady. Cái cánh nó rất là dài mà nó bay rất là cao, hình như là phi công phải mặc bộ đồ rất là đặc biệt, giống như là lên ngoài không gian vậy đó. Đây là máy bay tình báo của Mỹ. Chiếc máy bay với cái bốn cái máy này là chiếc KC-135. Và để mình đi xem cái cánh nè, từ cái góc cánh mình nhìn. Máy bay này theo mình biết rất là khó lái vì cái cánh nó rất là dài. Khi mà đáp xuống hoặc là take off á, là cái cánh này nó sát gần như là mặt đất luôn. Đây là chiếc KC-135 với bốn cái máy. Và phía bên đây có chiếc màu xám xám này là chiếc U-28. Mình không có biết nhiều về chiếc này U-28. The pilots and crew chiefs will now start the General Electric engines that power the F-18. The noise level will soon become too high for you to hear a description of the checks they will be performing. However, please note that each aircraft was carefully inspected by expert Blue Angel maintenance personnel prior to this afternoon's aerial demonstration. Và chiếc này nhìn nó giống chiếc F-18 nhưng mà nó có tên khác là do cái hãng hình như là của Boeing. Nó có tên là EA-18. Và thêm một chiếc, đây là một chiếc E2. E2 nó có cái disc ở trên nè, là chiếc máy bay chắc gắn radar chắc. Chiếc này là E2. Và phía sau có hình như có 3 chiếc F-15. Và đây là 6 chiếc máy bay của đội Blue Angel F-18. Chuẩn bị taxi để bay lên biểu diễn.
elevation pulls to level. Hai chiếc máy bay nó bay ngang khán giả, sau đó nó bay rất là chậm lại để cho khán giả xem và chụp hình. Đang tạo cái hình dáng gọi là diamond formation, hình dáng tam giác, hình dáng kim cương, và chuẩn bị biểu diễn.
Mình đi xem Blue Angel xong, mình đi vòng vòng, mình xem máy bay trực thăng EH-1 và UH-1. Và đây là chiếc Hummer, của quân đội Mỹ. Và phía sau này họ trưng bày những cái cây súng, súng loại rifle và những cái súng machine gun ha, súng lớn ha. Và đó là Air Show năm 2024 ở phi trường quân sự Jarvis hàng kỳ tới.